bản X4 xuất xứ châu Âu, nó có công suất là 1800W, sử dụng điện áp là 220V, một pha 50Hz. Thì cái máy khoan từ này có hai chức năng, đó là khoan sóng và khoan cắt. Khoan cắt thì từ 12 đến 110mm, và khoan sóng từ 3 đến 47mm. Thì trong cái video thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cái mũi khoan sóng. Thì đối với cái mũi khoan sóng mà từ 16 ly đó, từ 3 ly đến 16 ly, mình sẽ dùng cái đầu cặp mũi khoan 16mm này, còn gọi là cái mang răng, và một cái con là MP4 gắn thẳng trực tiếp vô máy. Gắn như thế này là mình sẽ gặp được cái mũi khoan từ 4 đến từ 3 đến 16mm. Còn đối với cái mũi khoan mà từ 16 đến 23mm là thuộc về con số 2, thì mình sẽ lắp thêm cái áo con là 42, mình trồng cái đuôi khoan vô như thế này, mình sẽ lắp vào máy, mình sẽ khoan trực tiếp luôn. Còn đối với cái mũi khoan mà từ 23 đến 32mm là thuộc con số 3, thì mình sẽ mua thêm cái áo con là 43, lắp vô đuôi để khoan và gắn vô máy khoan trực tiếp. Rồi riêng về cái mũi khoan từ 32 đến 40mm thuộc con số 4 là đúng trục chính của máy, mình sẽ gắn thẳng của máy luôn, mình sẽ quay tiếp của máy luôn. Còn riêng cái bình nước làm mát này là để giải nhiệt khi mà sử dụng cái đầu cặp mũi khoan từ cho mắt khoan từ sẽ tự động đi xuống, đây là chốt khóa nước làm mát, khi mở về thì nước sẽ chảy xuống, khi khóa là nước không chảy xuống.